đó hả? Chích mẹ lại, phải nhìn này chứ, phải không? Chạy vô. Wow man, có điện thoại luôn rồi hả? Sớm nhất Việt Nam chưa man? Chưa có sớm nhất, nhưng mà sớm nhì thì chưa có ai hơn. Mua ở đâu hả? Mua Minh Tuấn Mobile đó. Trời ơi. Thiếu mua đâu nữa. Ok. Rảnh không? Mấy bộ gom lại chụp tấm làm kỷ niệm chơi. Thả. Chìm đi em, chìm đi. Em. Đâu không? Máy em. Lại. Máy em thả. Máy lên nó cũng bị nữa đó. Tại lên nữa. Nó không được. Nó chỉ rồi thả nhập trước. Máy em thả. Nó ngửa tại cái mặt máy nó nằm vậy nè. Cho nên anh nghĩ là bây giờ anh dàn cái này luôn. Cho nên em ăn dân top sát xuống á. Ừ vậy đó. Rồi. 1, 2, 3. Okay. Rồi bây giờ anh cầm này anh nhảy thôi phải không? Các bạn tin là Huy Khánh sẽ khui cái điện thoại iPhone Pro này dưới nước không? Nè. Xuống. Lấy vào đi. Hai ba. Lại. Nhưng mà anh nghĩ chút nữa phải quay là một cú bằng máy của em á, giống như em cho bộ trồi lên á, cái chuẩn bị trồi xuống á, để cho nó nét. Xong mà em vẫn giữ nha, anh chạy lên lao điện thoại. Xuống đi. Xuống lại liền luôn nè. 2, 3 xuống nè. Tôi khui đây dưới nước nè các bạn. Cái này nó cũng có thể hư lắm á nha các bạn. Rồi giờ lấy điện thoại đi. Lấy ok. Cái đuôi nhẹ luôn rồi nha, đi xem. Xong buổi review của chúng ta tới đây là kết thúc. Hy vọng là tôi sẽ không phải mua một cái iPhone mới nữa để xài. Bởi vì tôi có thể là người đầu tiên chơi nổi nhất khui cái iPhone ở dưới nước và chấp nhận nó vô nước luôn. Bởi vì tôi biết được là Apple không có khuyến cáo điện thoại xuống nước và Minh Tuấn Mobile cũng không có khuyến cáo là điện thoại xuống nước, nhưng mà tôi chơi luôn. Hư tôi ráng chịu, coi như là tôi xui đi vậy nha. Còn các bạn đừng nên thử ở nhà và cũng đừng nên thử ở ngoài đường, nói chung là không nên thử bất cứ ở đâu hết. Ông á, ông cao hơn tôi chút xíu thôi, tóc ông ít hơn tôi,
nhưng mà ông quá giọt dạ, nhiều chế điện thoại hoài, cứ mỗi năm ông ra một lần ra lần chục cái. Ông làm ông phải suy nghĩ nhiều lắm, biết mua cái này hay mua cái kia, nhưng mà tôi lúc nào tôi cũng chọn cái mắc nhất mà cao cấp nhất để tôi mua. Ông là ông hư lắm nha, làm tôi tốn tiền lắm nha, bất công nè. Máy à, Diễn chào Tuấn. Ơi em đây, chào anh khách. Idol. Bây giờ nó nghe nè, cái điện thoại iPhone 11 màu xanh bóng đêm của anh có chưa? Chưa có. Trời ơi, có rồi, sao giao cho anh liền đi. Chờ xíu đây, em chưa coi được nữa, chưa nóng tay. Đi bây giờ vậy nè, bằng mọi giá nhanh nhất có thể em giao cho anh cái điện thoại này liền được không? Ok, có, nghề của cha, vô.